Zota xin chào các bạn nhé. Hôm nay bác sĩ Zota chia sẻ cho bạn một ca lâm sàng là lắp chụp xứ inlay. Thì phương pháp inlay nó là cái phương pháp tối ưu hóa cái phần men răng của khách hàng nhé. Thì như trường hợp của anh khách hàng đây là của anh đang tình trạng bệnh lý đó là bị lõm hình trêm, hay được gọi là bệnh lý trong nha khoa. Thì như trường hợp này thì một số phòng nha có thể sẽ lựa chọn bằng cái phương pháp đó là mình mài chụp toàn bộ. Nhưng mà khi các bạn đến với hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi thì phương pháp này nó là cái phương pháp nó là phương pháp inlay. Đây các bạn có thể nhìn thấy một miếng dàn xứ inlay này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy chưa? Chỉ gần đây chỉ là một miếng dàn xứ inlay thôi. Thì công dụng của nó sẽ là tiết kiệm tối đa toàn bộ mô răng và chức năng ăn nhai sẽ giữ chức năng ăn nhai là sẽ là như răng thật các bạn nhé. Thì mình không cần phải mài chụp và tuổi thọ của inlay nó sẽ được lâu dài hơn và bền hơn. Thì như trường hợp của anh đây là mình sẽ lựa chọn phương pháp inlay. Còn có một số những trường hợp là mình sẽ phải mình mài chụp toàn bộ, đó là ví dụ như trường hợp là răng đã vỡ rất là nhiều rồi và cái thứ hai nữa là răng đã điều trị tủy các bạn nhé. Nên như trường hợp này của anh là chúng tôi là sẽ chỉ định bằng cái phương pháp là chụp xứ inlay. Thì bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình lắp chụp xứ inlay cho anh khách hàng đến với hệ thống nha khoa. Thì khi các bạn đến với hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi thì Zota của chúng tôi là cam kết là hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng khi sử dụng và trải nghiệm dịch vụ tại hệ thống nha khoa. Ngoài ra Zota của chúng tôi còn nói không với hàng giả, nói không với hàng kém chất lượng và thẻ bảo hành không chính hãng các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm thăm khám và trải nghiệm dịch vụ tại hệ thống nha khoa. Nếu như các bạn có tình trạng bệnh lý như của anh khách hàng thì các bạn có thể qua một số các cơ sở ở trên toàn quốc của hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi. Còn nếu như các bạn vừa xa thì các bạn có thể là qua một số các phòng khám có địa chỉ uy tín, thì các bạn chỉ cần nhìn ở trên biển quảng cáo của phòng khám thì bác sĩ tên là gì, giấy phép của sở y tế cấp là số bao nhiêu, thì như thế là sẽ đảm bảo cho các bạn về đầu tiên về vấn đề về pháp lý, cái thứ hai nữa là chuyên môn, và thứ ba nữa là cái trang thiết bị để hỗ trợ các bác sĩ hoàn thành một cái ca lâm sàng để đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng các bạn nhé. Thì xin mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình. Ngoài chuyên về răng xứ với chuyên về inlay thì Zota của chúng tôi còn chuyên về nhổ răng khôn, số 1 về công nghệ nhổ răng khôn, công nghệ bia cho tôm, công nghệ giúp nhổ răng không đau, an toàn và nhanh lành thương các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm mang ở đây cho anh Hà Tông xem chút. Thì như hôm buổi đầu tiên thì chúng tôi đã tiến hành chỉnh sửa và lấy khuôn răng rồi, thì bây giờ hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành là sẽ cho keo và gắn vào răng các bạn nhé. Bò đi Hà to cho mình nghe, em cúi thấp cho mình. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy chưa? Chúng tôi bắt đầu to cho keo vào nhé. Và đây là một miếng dán. Đây các bạn có thể nhìn thấy miếng dán này. Các bạn nhìn thấy chưa? Một miếng dán xứ nhé, rất là nhỏ nhưng mà cái công dụng của nó mang lại rất là lớn. Đấy. Và cái tiêu chí để làm cái răng xứ inlay hay là chụp xứ của nha khoa Zota của chúng tôi là đó là tiêu chuẩn, nó là nhất khít này, nhì chạm, tam thể và tứ màu. Thì đầu tiên là về cái độ khít và độ mút của cái miếng chám lấy gắn trên bề mặt răng, nó về cái độ khít. Nếu mà không khít ấy, thì chắc chắn là răng của bệnh nhân là sẽ nắp được một thời gian là sẽ bị bật sút ra ngoài các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, rất là khít nhé. Và tí nữa chúng tôi là sẽ cho bạn xem trước và sau khi làm thì như thế để đảm bảo cái quá trình nó là khít như nào. Và các bạn cứ yên tâm là Zota của chúng tôi với tâm niệm và cam kết là hoàn tiền 100%, nên các bạn cứ yên tâm, không hoặc không hài lòng chúng tôi sẵn sàng gửi lại tiền luôn. Okay. Rồi các bạn có thể nhìn thấy chưa? Nhìn như răng thật nhé. Đấy, chỉ đơn giản như này thôi, nhưng mà nhìn như răng thật và chức năng ăn nhai cũng sẽ như răng thật luôn. Đấy các bạn nhỉ. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, như một cái răng thật nhé. Đấy, nên các bạn cứ yên tâm khi làm về bằng cái phương pháp inlay này. Đấy, làm phương pháp inlay nó là cái phương pháp tối ưu và hiệu quả nhất để mình đỡ phải mình mài chụp toàn bộ nhé, và tiết kiệm tối đa toàn bộ mô răng. Thế như vừa rồi cho tôi vừa chia sẻ cho bạn về cái quá trình lắp chụp xứ inlay cho mấy khách hàng đến với hệ thống nha khoa. Nếu như các bạn mà thấy video của chúng tôi chia sẻ cho các bạn để hữu ích cho mình hay là cho người khác, thì hy vọng các bạn có thể cho bác sĩ Zota của chúng tôi bằng một nút like hay là một nút chia sẻ hay là đăng ký kênh để bác sĩ Zota của chúng tôi làm chữa được nhiều răng cho tất cả các khách hàng nhiều hơn các bạn nhé. Một lần nữa Zota xin chào, Zota xin cảm ơn. Nha khoa Zota, răng của bạn như răng của chúng tôi.